Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành sắc cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành nhãn xứ cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành sắc xứ cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành nhãn giới cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành sắc giới cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành nhãn thức giới cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành nhãn xúc cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành địa giới, cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành vô minh, cũng chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành bố thí ba la mật đa, cũng chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành pháp không nội, cũng chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành chân như, cũng chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành bốn niệm trụ, cũng chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành thánh đế khổ, cũng chẳng hành thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành bốn tịnh lự, cũng chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành tám giải thoát, cũng chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp môn giải thoát không, cũng chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành năm loại mắt, cũng chẳng hành sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp môn tam ma địa, cũng chẳng hành pháp môn đà la ni. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành mười lực Phật, cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp không quên mất, cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành quả dự lưu, cũng chẳng hành quả nhất lai bất hoàn a la hán. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế thì chẳng hành trí nhất thiết, cũng chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các pháp ấy năng hành, sở hành, thời hành, xứ hành, và do đó mà được hành đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát có khả năng tu hành như thế thì chẳng bị tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian hàng phục được, mà trái lại có khả năng hàng phục tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát có khả năng tu hành như thế thì chẳng bị tất cả thanh văn độc giác hàng phục, mà lại có khả năng hàng phục tất cả thanh văn độc giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy đã được an trụ, không có điểm nào có thể hàng phục được, nghĩa là Bồ Tát ấy lìa sanh vị. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy thường xuyên an trụ tác ý trí nhất thiết trí, chẳng thể khuất phục. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy khi tu hành như thế vì gần gũi với trí nhất thiết trí nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói.
Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ này đều được thân người, đã được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời dùng đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho tất cả hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng về quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy nên công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình của cõi Nam Thiệm Bộ và cõi Đông Thắng Thân này đều được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời đem các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường ấy ban khắp cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở cõi Nam Thiệm Bộ, cõi Đông Thắng Thân, cõi Tây Ngưu Hóa này đều được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này công đức đạt được hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình trong bốn đại châu này đều được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này phước đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này đều được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời đem các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này công đức đạt được
nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này đều được thân người. Được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó suốt cả cuộc đời, dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thể rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này đều được thân người. Được thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn cúng dường như thế, ban cho các hữu tình cũng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở cõi nam thiện bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo chỉ dẫn, đều khiến an trụ 10 thiện nghiệp đạo. Lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được, nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình trong cõi nam thiện bộ và cõi đông thắng thân này chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình trong cõi nam thiện bộ, cõi đông thắng thân, cõi tây như hóa, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được, nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình. Cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được, nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn, dạy bảo, chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiểm Bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ bốn tịnh tự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiện Bộ, châu Đông Thắng Thân này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông,
lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiện Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Ngưu Hóa, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo chỉ dẫn, đều khiến an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, khiến an trụ bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người.
có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiện Bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiện Bộ, châu Đông Thắng Thân, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiện Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Ngưu Hóa này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều.
Phật dạy, này thiện hiện, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở trong trung thiên thế giới này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tăng ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ bốn quả sa môn, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bụ này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tăng ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Nghiêu Hóa này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho an trụ quả vị độc giác, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Hết quyển thứ 334.